Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc kiểu áo rép ô nhiều màu. Và chúng ta có thể móc kiểu chui đầu hoặc là móc kiểu áo khoác cũng được. Chiếc áo này thì mình móc bằng len mil cotton và kim móc 5 mm. Thì các bạn có thể sử dụng bất kỳ màu sắc nào các bạn thích. Ở đây mình có những cái cuộn len mà còn thừa một ít nè. Mỗi màu còn một ít như thế này thì mình để dành, mình sẽ móc chiếc áo này mình ráp màu. Các bạn có thể dùng bất kỳ loại len nào mà các bạn có nha. Thì đầu tiên mình sẽ chia sẻ một ít về cái số ô vuông mà mình ráp cho cái chiếc áo này. Thì phần thân áo mình sẽ móc chiều rộng cho một phần thân, là thân trước hoặc là thân sau, thì chiều rộng của nó là gồm 5 ô vuông và chiều dài cũng là 5 ô vuông. Phần tay áo cũng vậy, tay áo thì mỗi một bên như thế này, chiều dài gồm có 4 ô vuông và chiều rộng là 2 ô vuông. Nếu như mà các bạn móc áo áo khoác á, thì cái phần thân trước và phần thân sau mình móc giống nhau, nhưng mà phần thân trước thì mình sẽ chừa lại một đường ở phía ở giữa này mình không móc. Thì mình sẽ móc cái phần nẹp áo. Thì như vậy là chúng ta sẽ móc thân sau là gồm một miếng 5 x 5 ô vuông, và thân trước thì chúng ta sẽ móc bên trái là chiều dài 5 ô và chiều rộng là 2 ô thế này, và bên phải cũng thế. Chúng ta chừa lại một cái đường ở giữa này không móc. Và sau khi chúng ta ráp thân trước và thân sau rồi thì mình sẽ móc một cái đường nẹp áo, một đường nẹp áo ở đây, vòng qua cái phần cổ ở đây và qua bên cái phần thân trước bên này đó, thì chúng ta sẽ có cái phần nẹp áo nó chạy thẳng thông thông qua hai bên như thế này. Và mình sẽ móc thêm cái phần nẹp gấu. Tay áo mình móc xong mình cũng móc hai cái phần gấu tay như thế này. Còn nếu như các bạn móc áo chui đầu thì hai phần thân mình móc số lượng ô vuông bằng nhau, nhưng mà ở phần cổ. Phần cổ đây thì mình sẽ không móc phần ô vuông mà mình sẽ bớt mũi. Bớt mũi như thế này, giống như là mình chiết cổ đó, thì để cho cái phần cổ của mình nó được đẹp hơn. Các bạn có thể chiết hai phần cổ giống nhau luôn, phía trước và phía sau đều giống nhau, hoặc là phía trước nó thấp hơn phía sau một chút xíu đều được. Đó, và số ô vuông ở phần thân thì mình không có giảm bớt, mình vẫn móc chiều rộng 5 ô và chiều dài 5 ô. Chỉ có phần cổ này mình bớt số hàng đi một chút xíu thôi. Phần tay áo thì mình cũng giữ nguyên như vậy. Và sau khi mà mình móc xong thì mình sẽ móc nẹp phần gấu, phần tay, phần cổ. Ở đây thì mình không có khâu ráp mà mình móc liền luôn, mình móc nối ô luôn. Nghĩa là cứ xong một một miếng một màu thì mình sẽ dùng màu khác mình móc trực tiếp vào luôn, chứ mình không có khâu ráp nha. Theo như cách móc của mình ở đây thì số ô vuông mà mình ráp thành áo nó sẽ cố định, và các bạn muốn cho áo to hay nhỏ sẽ tùy thuộc vào kích thước của một ô vuông các bạn móc. Nếu như các bạn móc áo cho người có size lớn hơn thì các bạn sẽ móc cái phần ô vuông này to hơn. Các bạn móc áo cho người nhỏ hơn thì các bạn sẽ móc cái ô vuông này nhỏ hơn. Thì có hai cách để làm cho cái ô vuông này to hay nhỏ. Thứ nhất là các bạn sẽ thay đổi kim móc cùng một số mũi, nhưng mà mình móc kim to hay nhỏ thì cái kích thước của ô vuông nó sẽ to hay nhỏ. Hoặc là các bạn thay đổi số mũi móc của một ô vuông như thế này. Muốn to hơn thì mình móc nhiều mũi hơn, mà muốn nhỏ hơn thì mình móc ít mũi hơn cùng một loại kim. Ở đây thì mình móc áo cho người size S hoặc là size M. Nếu mà các bạn móc áo cho người lớn hơn, size lớn hơn thì các bạn có thể tăng
cái số mũi móc lên, hoặc là các bạn dùng kim to hơn một chút xíu. Thì cách tính một số một ô vuông để mà mình móc cho nó phù hợp với kích thước thì các bạn sẽ đo cái chiều, đo cái vòng ngực ha. Ví dụ ở đây mình vòng ngực khoảng là 86 cm. Thì nếu mà các bạn móc vừa luôn 86 thì mình mặc vào nó sẽ ôm. Nhưng mà vì là áo mặc ở bên ngoài nên là mình muốn cho nó hơi rộng hơn một chút xíu, thì ở đây mình sẽ móc 90 cm. Đó là độ rộng của áo. 90 cm thì mình chia đôi ra làm hai thân, mỗi thân là 45 cm. Và 45 cm này, một thân là 45 cm, gồm có 5 ô, thì kích thước của một ô tương ứng sẽ là 9 cm. Rồi mình sẽ móc cái ô vuông này có kích thước là 9 cm mỗi cạnh. Và sau khi mình ráp vào, 5 ô sẽ là 45 cm một thân và hai thân sẽ được 90 cm, thì nó sẽ vừa với lại cái số đo của mình. Thì các bạn đo cái số đo vòng ngực, hoặc là các bạn tham khảo những cái bảng số đo ở trên một số trang web về may mặc hoặc là đan móc á, các bạn sẽ có cái vòng ngực tương ứng theo cái size áo, ví dụ size S, size M, size L gì đó, nó có cái độ rộng, độ dài khoảng bao nhiêu, thì mình sẽ lấy cái số đo đó và mình chia ra để được cái kích thước của một ô vuông, và mình sẽ móc một ô vuông có kích thước như vậy để mình ráp vào. Dạ, ở đây là chiếc áo mình đã móc rồi nè. Mình sẽ đo cho các bạn thấy là một cái ô vuông của mình có kích thước là 9 cm. Và phần thân áo nè, thân áo nè, 5 ô là 45 cm. Mình móc đừng có rộng quá, bởi vì len của mình nó còn co giãn nữa đó các bạn. Nên là mình chỉ móc rộng hơn số đo của mình một vài cm thôi, thì khi mình mặc vào nó sẽ vừa. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc phần ô vuông. Dùng kim 5mm và len mưu cô tông. Số hàng của một ô vuông ở đây thì mình lưu ý với các bạn ha. Số hàng là số hàng lẻ. Mình sẽ móc xen kẽ như thế này. Cứ một hàng thì có tạo lỗ, và một hàng thì móc thẳng. Ở đây thì các bạn sẽ thấy nè, số hàng là số hàng lẻ. Các bạn móc 3, 5, 7, 9 để cho hai cái phần đầu hàng và cuối hàng nè, là nó sẽ là một hàng lỗ giống nhau, để mình móc ráp vào những cái phần khác cho nó đẹp hơn. Chúng ta sẽ móc một dây bính bên đầu. Ở đây là mình sẽ móc một ô vuông có 7 hàng. Thì cái số mũi bên đầu các bạn sẽ tính như sau. Lấy số hàng nhân 2 được bao nhiêu mũi, chúng ta sẽ cộng thêm 4 mũi nữa thì sẽ ra được cái số mũi bính ban đầu chúng ta cần móc. Ở đây mình móc 7 hàng. 7 x 2 là 14. Và mình sẽ cộng thêm 4 mũi nữa là chúng ta sẽ móc 18 mũi bính. Các bạn sẽ đếm từ bắt đầu từ kim móc là các bạn đếm xuống 6 mũi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta sẽ móc mũi kép vào mũi thứ 6 này.
một mũi kép, móc một bính, bỏ qua một mũi, móc một mũi kép vào mũi tiếp theo, móc một mũi bính, bỏ qua một mũi, móc một mũi kép vào mũi tiếp theo. Chúng ta sẽ lặp lại như vậy cho tới hết hàng. Một mũi bính, bỏ qua một mũi, một mũi kép. Như vậy là chúng ta đã được hàng đầu tiên. Quay ngược lại và móc lên hàng thứ hai. Hàng hai này chúng ta sẽ móc mũi kép toàn bộ. Các bạn lên cho mình 3 bính. Móc vào bên trong phần ô này. Một mũi kép. Phần đỉnh của một mũi kép ở dưới này. Chúng ta sẽ móc một mũi kép. Vào bên trong khoảng trống này, một mũi kép. Các bạn móc như vậy cho tới hết hàng. Ở ô cuối cùng này, chúng ta móc vào bên trong một mũi kép. Và mũi cuối cùng này chúng ta sẽ móc vào cái phần mũi bính bên đầu đây. Hàng thứ ba chúng ta quay ngược lại. Chúng ta lên 3 mũi bính. 3 mũi bính này giống như là một mũi kép ở đầu tiên, thì các bạn sẽ móc thêm một bính nữa là 4 bính, bỏ qua một mũi và móc một mũi kép. Hàng này chúng ta sẽ móc giống hàng đầu tiên đó, một mũi bính, bỏ qua một mũi và móc một mũi kép. Chúng ta sẽ móc cứ một hàng tạo lỗ và một hàng thì không tạo lỗ. Hàng thứ tư chúng ta sẽ móc giống hàng thứ hai. Lên 3 mũi bính và các bạn sẽ móc mũi kép toàn bộ. Cứ như vậy chúng ta sẽ móc một hàng lỗ và một hàng không cho tới khi mà chúng ta được 7 hàng. Và sau khi móc xong 7 hàng thì chúng ta đã hoàn thành một ô vuông đầu tiên. Mình sẽ kết thúc cái miếng này. Mình cắt sợi. Tiếp tục mình sẽ móc miếng thứ hai. Miếng thứ hai mình sẽ ráp trực tiếp vào trong miếng đầu tiên này, nhưng mà mình sẽ móc theo chiều ngược lại. Miếng một chúng ta móc theo chiều từ dưới lên thế này, thì miếng hai mình sẽ móc từ trái qua phải. Như vậy thì mình sẽ xoay ngược cái miếng này lại và mình sẽ móc ở phía này. Chúng ta sẽ nối len vào ở đây
Các bạn thấy cái mũi đầu tiên này là gồm 3 mũi bính, thì chúng ta sẽ nối len vào mũi bính thứ ba ngay phần góc đây. Cái sợi len thừa này chúng ta sẽ để qua bên phải như thế này. Đây mình làm lại cho các bạn xem nè. Mình lấy kim móc sợi len mới lên. Sợi len thừa đây, mình để qua bên phải. Và mình móc lên 3 mũi bính. Tương tự giống như phần hàng đầu tiên của miếng 1 thì hàng này mình cũng sẽ móc một hàng lỗ. 3 mũi bính ban đầu, mình móc thêm một mũi bính. Mình sẽ nối lên. À, mình sẽ đâm kim vào phần đầu của hàng móc đây. Các bạn thấy nè. Mỗi một hàng nó sẽ chia ô rõ rệt như thế này. Mình sẽ đâm kim vào phần đầu hàng này, mình móc lên một mũi kép, một bính, bỏ qua cái phần thân của mũi móc này, mình sẽ móc vào phần đầu hàng này. Một mũi bính. Chúng ta luôn luôn bắt đầu hàng mới ở mặt phải nha các bạn. Như vậy là hàng đầu tiên của miếng thứ hai, mình sẽ móc rép vào phần bên hông của miếng thứ nhất. Tiếp tục mình sẽ móc hàng thứ hai cũng giống như miếng đầu tiên vậy. Những cái phần sợi thừa thì sau khi chúng ta hoàn thiện áo xong thì mình sẽ dùng kim và mình giấu vào bên trong. Nên là các bạn chừa ra một đoạn sợi thừa khoảng 5 cm để chúng ta giấu sợi cho nó dễ. Đó, và miếng thứ hai thì chúng ta sẽ móc thẳng lên 7 hàng cũng giống như miếng thứ nhất vậy. Và sau khi xong 2 miếng thì chúng ta sẽ nối len vào miếng thứ hai để chúng ta móc tiếp miếng thứ ba. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ xen kẽ với nhau. Cứ một miếng thì chúng ta móc theo chiều dọc, một miếng chúng ta móc theo chiều ngang. Thì miếng thứ ba mình cũng sẽ móc giống như là miếng thứ nhất này. Mình cũng nối len vào phần góc của miếng thứ hai đây. Mình móc lên 18 mũi bính giống như miếng đầu tiên. Móc vào mũi bính thứ 6. Một mũi kép. Các bạn móc giống như là phần ô vuông đầu tiên đó. Hàng đầu tiên này chúng ta sẽ móc một mũi bính, bỏ qua một mũi
và móc một mũi kép. Ở mũi cuối cùng nè, mũi cuối cùng thay vì mình móc một mũi kép thì mình sẽ lấy lên qua một lần, khi mà còn hai sợi trên kim thì mình sẽ nối vào phần bên phần ô thứ hai này ha, mình sẽ đâm kim vào mũi kép tiếp theo của cái phần ô thứ hai nè, rồi mình kéo qua. Tiếp tục lên hàng mới, chúng ta sẽ móc lên hai mũi bính. Mũi bính thứ ba thì mình sẽ móc ráp vào mũi kép tiếp theo của ô thứ hai. Và mới quay ngược lại để móc lên hàng mới. Đây. Mình vừa móc và mình vừa ráp vào. Hàng thứ hai thì chúng ta cũng sẽ móc tương tự như những phần trước. Tiếp tục chúng ta sẽ quay ngược lại và móc lên hàng thứ ba. Mũi cuối cùng nè. Mũi cuối cùng thì chúng ta sẽ các bạn sẽ đâm kim vào phần giữa của hai mũi nè. Đây là một mũi màu xanh nè, mũi màu tím nè. Mình sẽ đâm kim vào giữa đây để móc lên một mũi kép. Lấy lên qua một lần. Lần thứ hai thì mình sẽ đâm kim vào mũi tiếp theo của cái mảnh thứ hai đây để kéo qua. Tiếp tục lên hàng mới, mình sẽ lên hai bính và bính thứ ba thì móc ráp vào. Như vậy các bạn sẽ vừa móc và vừa ráp vào cái phần của miếng thứ hai này. Đây mình sẽ ráp lại cho các bạn xem cái phần cuối hàng nè. Đây là một mũi màu tím và một mũi màu xanh của hàng dưới. Mình sẽ đâm kim vào phần giữa hai mũi này để móc cái mũi cuối cùng. Móc mũi kép lấy lên qua một lần
Lần thứ hai thì mình sẽ đâm kim qua mũi tiếp theo của miếng cũ, móc lên. Lên hàng mới sẽ móc hai mũi bính. Và mũi bính thứ ba sẽ móc ráp với mũi tiếp theo. Sau đó thì quay ngược lại để móc. Hàng cuối cùng nè, chúng ta cũng sẽ móc ráp. Và sau khi mình móc ráp xong thì mình sẽ kết thúc luôn. Tiếp tục chúng ta sẽ móc thêm một miếng thứ tư ở đây. Miếng thứ tư thì mình móc ráp giống như là miếng thứ hai. Chúng ta sẽ móc vào phần bên hông của miếng thứ ba này. Chúng ta nối lên vào phần đỉnh của ô vuông này. Móc lên 3 mũi bính. Móc thêm 1 mũi bính. Và cứ như vậy, chúng ta sẽ lặp lại phương pháp ráp như thế, xen kẽ với nhau. Cứ một miếng thì móc theo chiều dọc và một miếng thì móc theo chiều ngang, cho tới khi mà mình móc được 10 ô vuông. Đây là mình móc luôn hai thân liền nhau. Mỗi một thân là 5 ô thì mình sẽ móc tổng cộng là 10 ô và mình sẽ ráp thành vòng tròn. Và sau khi mình móc xong 10 miếng như thế này thì mình sẽ nối hai đầu lại với nhau. Miếng thứ 10 đây, mình đã móc xong 6 hàng. Tới hàng cuối cùng thì mình sẽ móc ráp với lại miếng đầu tiên để tạo thành một vòng tròn. Hay là mình nối hai thân với nhau. Đầu tiên mình sẽ lên hai mũi bính. Tới mũi bính thứ ba thì mình sẽ nối lại với miếng đầu tiên này. Như vậy là mình đã xong 3 mũi bính đầu tiên. Mình sẽ móc một bính. Móc một mũi kép. Lấy lên qua một lần. Và lần thứ hai thì mình sẽ móc nối luôn. Tiếp tục một bính. Và móc mũi kép. Lần lấy lên cuối cùng thì chúng ta sẽ móc nối luôn.
các bạn cứ móc như vậy cho tới hết cái hàng này thì chúng ta đã ráp xong hai cái phần thân với nhau. Và chúng ta sẽ bắt đầu lên hàng mới. Đây là mình đã ráp xong hai miếng này với nhau. Như vậy là mình đã xong cái hàng ô vuông đầu tiên, gồm có 5 ô mỗi bên. Tiếp tục mình sẽ lên hàng ô vuông thứ hai, thì chúng ta sẽ chọn nối len ở những miếng nào mà có chiều móc là theo chiều ngang, thì giờ chúng ta nối lên sẽ móc theo chiều dọc. Chúng ta sẽ nối len vào phần bên hông này, cũng tương tự giống như những miếng chúng ta đã nối ở phía trước, thì mình sẽ nối len vào phần góc. Lên 3 mũi bính, thêm một mũi bính là 4. Và mình cũng móc tương tự giống như những miếng trước nè. Hàng đầu tiên luôn là một hàng lỗ. Và các bạn sẽ tiếp tục móc lên cho đủ 7 hàng. Và sau khi mình móc xong miếng đầu tiên của hàng thứ hai thì chúng ta sẽ móc miếng thứ hai. Các bạn có thể lựa chọn móc bên trái hoặc là bên phải đều được. Mình ở đây mình sẽ móc cả hai bên để cho các bạn thấy là cách móc hai bên như thế nào. Nếu như các bạn móc phía bên này thì chúng ta sẽ nối len từ trong đây, từ bên trong này. Mình sẽ lên 2 mũi bính. Và cái miếng này á, nó sẽ có hai cạnh để móc ráp. Một cạnh là mình móc ráp với miếng ở bên dưới, và một cạnh là mình móc ráp với miếng của hàng đang móc đây. Đây mình sẽ móc lên 2 mũi bính. Mũi bính thứ 3 thì mình sẽ móc ráp vào bên một miếng ở bên dưới này. Ba mũi bính đầu tiên, móc thêm một mũi bính và móc mũi kép của hàng đầu tiên cũng giống như những hàng trước. Hàng thứ hai chúng ta cũng móc tương tự giống như những hàng trước, thì khi mà móc tới cuối hàng thì chúng ta sẽ ráp với lại một mũi của miếng bên dưới như thế này. Tới mũi cuối cùng mình cũng móc một mũi kép lấy lên qua một lần và móc nối
với một mũi ở bên dưới này, lấy lên qua, tiếp tục lên hai mũi bính, mũi bính thứ ba thì móc nối, quay ngược lại. Hàng này chúng ta sẽ là hàng lỗ thì mình sẽ móc thêm một bính. Và các bạn sẽ lặp lại như vậy cho tới khi mà hết 7 hàng. Như vậy là mình đã ráp xong ô ở phía bên này. Để tiếp tục mình sẽ ráp phần ô bên này. Ô bên này mình cũng ráp hai cạnh. Một cạnh là với ô ở hàng bên dưới và một cạnh là với ô của hàng đang móc đây. Chúng ta sẽ móc ráp từ ngoài vào trong. Nếu như mà ráp ở phía bên này, mình đã móc ráp bắt đầu từ trong, mình móc, thì bây giờ phía bên này mình sẽ móc ngược lại, đó là ráp từ ngoài vào trong. Thì hàng đầu tiên cũng giống như những hàng trước, khi mà mình ráp thì mình lên 4 mũi bính và móc mũi kép. Hàng đầu tiên luôn luôn là hàng lỗ. Mũi cuối cùng mình cũng lấy lên qua một lần và sau đó thì ráp với cái mũi của hàng dưới. Tiếp theo thì chúng ta cũng ráp tương tự như những ô trước. Các bạn sẽ móc như vậy cho tới hết 7 hàng. Và tiếp tục như vậy thì các bạn sẽ móc ráp cho tới khi chúng ta có hàng thứ hai được 10 ô vuông. Và mỗi một ô vuông thì các bạn sẽ ráp hai cạnh. Một cạnh ở bên dưới và một cạnh ở bên hông. Nếu như mà móc theo chiều dọc thì các bạn sẽ nối lên trực tiếp vào một ô ở hàng thứ nhất. Còn nếu như mà móc theo chiều ngang thì các bạn sẽ nối lên vào phần bên ngoài hoặc là bên trong của miếng đang móc đây. Riêng ô thứ 10 thì chúng ta sẽ móc ráp tổng cộng là 3 cạnh. Bao gồm một cạnh ở bên dưới và hai cạnh ở bên hông. Và đây là miếng thứ 10 thì chúng ta sẽ móc ráp 3 cạnh. Thì để cho cái miếng ráp của mình nó đẹp hơn thì các bạn nên để cái miếng số 10 á, là chúng ta sẽ móc ráp hàng đầu tiên trực tiếp vào với hàng ở bên dưới. Và đầu hàng và cuối hàng thì chúng ta sẽ ráp vào hai cạnh hai bên. Đây mình sẽ ráp hàng đầu tiên. Móc lên hai mũi bính. Mũi bính thứ ba thì chúng ta sẽ ráp vào cạnh bên. Hàng đầu tiên là hàng lỗ. Mũi cuối cùng chúng ta cũng sẽ móc ráp vào cạnh bên. Tiếp tục lên hàng mới. Ở đầu hàng mình cũng ráp và sau khi móc xong thì cuối hàng mình cũng ráp vào cạnh bên. Cứ như vậy cho tới khi mình móc xong cái miếng này. Ở đây là mình đang móc áo kiểu chui đầu thì chúng ta sẽ ráp hai thân với nhau hoàn toàn. Mỗi thân là 5 miếng, hai thân là 10 miếng. Còn nếu như các bạn móc kiểu áo khoác thì không có cần ráp lại vòng tròn với nhau mà chúng ta sẽ móc 9 miếng
bỏ một miếng ở hàng chính giữa này chúng ta không móc. Và chúng ta sẽ móc tổng cộng là 9 miếng. Thân trước thì mỗi bên là gồm có 2 miếng. Thân sau là tổng cộng là 5 miếng. Chúng ta sẽ móc ráp tổng cộng là 3 hàng ô vuông. Ráp liền 2 thân, 3 hàng ô vuông. Sau đó, chúng ta sẽ móc phần nách. Thì phần nách mình sẽ không móc ráp liền 2 thân mà mình sẽ móc rời thân trước và thân sau. Hàng ô vuông thứ tư thì chúng ta sẽ móc thân trước là 5 ô và thân sau là 5 ô nhưng không có móc ráp với nhau ở hai bên nách. Ở đây thì mình đã móc xong tổng cộng là 4 hàng ô vuông. Thì hàng thứ 4 là mình không có ráp nối cái phần nách. Mình sẽ chia ra thân trước và thân sau. Và bắt đầu lên hàng ô vuông thứ 5 thì mình sẽ chít cổ. Các bạn sẽ móc 2 ô vuông ở bên ngoài cùng là ô vuông hoàn chỉnh gồm 7 hàng. Còn lại 3 ô ở giữa chúng ta sẽ chít cổ. Ô ở giữa nè, mình sẽ móc 4 hàng thôi. Thay vì 7 hàng thì mình sẽ móc 4 hàng. Và 2 ô ở hai bên mình cũng sẽ móc 4 hàng từ vai qua là 4 hàng. Sau đó còn lại 3 hàng đây thì mình sẽ bớt mũi cho nó bằng với lại 4 cái hàng ở ô giữa này. Thì ở đây là mình đã móc xong miếng đầu tiên của hàng thứ 5. Miếng đầu tiên bên ngoài cùng thì mình sẽ móc hoàn chỉnh. Bắt đầu miếng thứ 2 thì mình sẽ bớt mũi. Chúng ta sẽ móc 4 hàng hoàn chỉnh. Chúng ta sẽ móc 4 hàng hoàn chỉnh không có bớt mũi. Sau đó thì còn lại 3 hàng chúng ta sẽ bớt mũi. Mình sẽ ráp móc ráp hàng đầu tiên. Mình móc đủ số mũi. Nếu mà các bạn móc áo chui đầu thì mới cần phải chít cổ. Còn nếu mà các bạn móc áo khoác á thì không cần phải bớt mũi. Các bạn chỉ cần móc đủ miếng vuông và chừa lại một hàng ở chính giữa của thân trước không móc là được. Đấy, như vậy là mình móc xong hàng đầu tiên. Mình sẽ móc thêm 3 hàng nữa cho đủ 4 hàng. Và đây là mình đã móc đủ 4 hàng. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu bớt mũi để mình móc 3 hàng còn lại cho nó tương ứng với lại cái ô ở giữa này. Ô ở giữa này mình sẽ móc tổng cộng là 4 hàng. Thì tương ứng với phần bên này mình sẽ đếm 1, 2, 3, 4 hàng. Mình đánh dấu lại cho nó khỏi bị nhầm. Thì hiện tại bây giờ cái mũi móc của mình nó đang ở phía trên đây. Mình sẽ móc mũi dời để dời vị trí kim móc cho tới chỗ mình đã đánh dấu đây. Mũi dời là mũi trượt đó các bạn.
Và bây giờ mình sẽ bắt đầu hàng mới từ cái vị trí này. Hàng mới của chúng ta bắt đầu từ vị trí này và mình sẽ móc thêm hai hàng còn lại. Tùy theo các bạn muốn cái phần cổ nó cao hay thấp thì các bạn bớt cái số hàng, số mũi nó tương ứng. Ở đây thì mình thấy là bớt khoảng 4 hàng thì cái áo nó, cái cổ nó vừa ôm đẹp rồi. Như vậy thì miếng thứ hai chúng ta đã móc xong. Và ở đây thì thay vì mình móc miếng ở giữa này tiếp theo phần bên vai thì mình sẽ móc phần bên vai này trước. Sau đó mình mới móc cái miếng ở giữa này sau cùng. Ô đầu tiên vẫn là một hình vuông hoàn chỉnh. Và bây giờ mình sẽ móc theo hướng ngược lại so với cái miếng bên này. Mình cũng móc 4 hàng hoàn chỉnh và 3 hàng còn lại thì mình sẽ bớt mũi. Móc xong 4 hàng thì mình sẽ bắt đầu giảm mũi. Hàng thứ 5 mình sẽ móc số mũi chỉ đủ tương ứng với lại 4 hàng của ô chính giữa này thôi. Thì các bạn cũng sẽ đếm mũi và đánh dấu lại. Chúng ta sẽ móc số mũi tới cái vị trí đánh dấu này thôi. Còn chừa lại cái đoạn này chúng ta sẽ không móc. Vì đây là theo hướng ngược lại nên là chúng ta không có móc từ ngoài vào, cũng không có phải đi mũi dời, mà chúng ta đang móc từ trong ra. Và tới cái vị trí mà đánh dấu đây thì chúng ta sẽ quay lại để bắt đầu hàng mới, chừa lại những mũi này không móc.
và cuối cùng thì chúng ta sẽ móc ô chính giữa, ráp ba cạnh. Ô này thì chúng ta chỉ cần móc 4 hàng là được, để cho nó bằng với lại cái góc ở bên này. Cách ráp thì cũng tương tự giống như những ô trước mình đã hướng dẫn. Mình sẽ móc ráp 3 cạnh, một cạnh ở dưới, hai cạnh hai bên. Mũi đầu và mũi cuối chúng ta đều ráp vào phần bên hông. Như vậy là mình đã móc xong một thân rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc phần thân còn lại. Thì các bạn thấy là cái hướng của những ô vuông là khác nhau. Phần thân này, mình móc ô vuông ở bên phía ngoài vai đây là theo chiều dọc, nối lên trực tiếp vào hàng ô vuông thứ tư và mình móc lên. Còn ở phần thân bên này, ô vuông ở phía ngoài đây, mình sẽ móc theo hàng ngang. Cho nên mình sẽ móc ô ở bên trong này trước để mình nối len trực tiếp vào cái hàng ở thứ tư này. Sau đó thì mình mới móc cái miếng ở ngoài cùng để cho nó dễ nối hơn. Ô vuông ở bên trong này thì mình cũng sẽ bớt mũi. Và đây là mình đang móc theo chiều dọc. Cái miếng của thân trước thì là mình móc cái ô thứ hai này là theo chiều ngang, còn ô này mình sẽ móc theo chiều dọc. Các bạn sẽ móc lên 4 hàng. Đến hàng thứ 5 thì mình sẽ bắt đầu giảm mũi. Cũng tương tự như là phần thân trước đây. Phần này mình cũng sẽ móc tính từ phần vai nè. 4 hàng. Thì bây giờ mình cũng sẽ móc ở đây số mũi tương ứng với lại 4 hàng của phần thân trước. Các bạn sẽ đếm và đánh dấu lại. Này mình sẽ móc ngược hướng với lại phần ở bên kia thôi. Và móc tới cái vị trí đánh dấu thì mình sẽ bắt đầu hàng mới. Hàng cuối cùng thì mình sẽ móc và ráp với lại phần vai của thân bên kia. Mình cũng móc lên 2 bính. Và một bính thứ 3 thì mình móc ráp vào.
cách ráp thì cũng giống như là lúc mình móc ráp vòng đó các bạn, móc cho thành một vòng tròn đó. Và bây giờ thì mình mới móc cái miếng ở bên ngoài này. Và mình xoay cái hướng này lại. Mình móc ráp ba cạnh. Một cạnh là của phần vai thân trước và hai cạnh còn lại là của phần thân bên này. Và ô ở giữa này mình cũng sẽ nối len vào và móc luôn, không có giống cái phần thân trước. Phần thân trước thì mình sẽ móc hai bên vai trước, sau đó mình móc ô chính giữa, còn phần thân này thì mình sẽ móc luôn cái phần ô giữa này, bởi vì cái hướng móc của những ô nó khác nhau. Nên mình cũng ráp theo cái cách khác nhau luôn. Như vậy là ô thứ ba này chúng ta chỉ móc bằng này mũi thôi. Móc 7 hàng nhưng mà mỗi hàng chỉ có bằng này mũi thôi. Tiếp tục với phần vai bên này, chúng ta cũng sẽ nối lên vào và móc lên 4 hàng. Sau đó hàng thứ 5 thì chúng ta bớt mũi. Sau khi móc xong hàng thứ 4 thì các bạn thấy là lúc này kim móc của chúng ta nó ở vị trí này. Mình sẽ móc mũi dời để dời kim vào bên trong. Các bạn sẽ đếm số mũi tương ứng với lại 4 hàng theo chiều dọc. Mình sẽ móc mũi dời cho tới cái vị trí đánh dấu này. Và bắt đầu hàng mới ở đây. Đến hàng cuối cùng thì mình cũng sẽ vừa móc và vừa ráp với lại phần vai của cái phần thân trước. Đây là hàng cuối cùng, mình sẽ móc và ráp với cái phần vai của phần thân bên này.
Vậy là còn một mảnh cuối cùng, chúng ta cũng sẽ móc ghép ba cạnh với nhau. Và móc xong phần thân thì chúng ta sẽ bắt đầu móc phần tay. Mình sẽ bắt đầu từ phần nách. Phần nách này có 4 ô, mỗi bên là 2 ô, thì chúng ta cũng bắt đầu nối len và móc thành vòng tròn. 4 ô tạo thành vòng tròn. Và các bạn sẽ móc tổng cộng là 4 hàng. Hai tay, mỗi tay đều móc 4 hàng và 4 ô tạo thành vòng tròn. Nếu mà các bạn móc áo khoác á, thì phần thân sau này các bạn thấy là mình móc ô vuông hoàn chỉnh luôn, không có bớt mũi. Và phần thân trước cũng vậy, mình móc ô vuông hoàn chỉnh và mình chỉ ráp phần vai thôi. Mình ráp hai vai với nhau. Tay thì mình cũng móc giống như là áo chui vậy. Mình cũng móc 4 ô và 4 hàng cho một tay và móc thành vòng tròn. Sau khi mà mình móc xong hai tay thì mình sẽ bắt đầu móc phần viền cổ, viền tay và phần gấu áo. Thì ở đây mình sẽ dùng kim 4mm. Mình dùng kim 4mm để cho cái phần viền nó sẽ bo vào, ôm vào đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu móc phần viền cổ. Màu thì các bạn tùy chọn màu, màu nào cũng được hết. Mình sẽ nối len vào một góc của cổ. Thường thì mình sẽ nối len vào thân sau. Ở đây thì hai thân giống nhau nên các bạn nối vào góc nào cũng được hết. Mình sẽ móc lên 7 mũi bính. Đây là chiều cao của cái viền cổ. Nếu như các bạn muốn cổ cao hơn nữa thì các bạn sẽ móc thêm, hoặc là các bạn muốn cổ thấp hơn thì các bạn sẽ móc bớt đi. Ở đây mình móc 7 mũi bính. Và phần viền cổ thì mình sẽ móc mũi nửa kép. Sau khi móc 7 mũi bính thì mình sẽ thêm 2 mũi bính. Đây là giống như là chiều cao của một mũi nửa kép nè. Bây giờ mình sẽ móc mũi nửa kép vào mũi bính thứ ba từ kim xuống, nghĩa là hai mũi vừa móc xong, hai mũi bính vừa móc thêm xong, mình sẽ móc vào mũi thứ ba. Mình sẽ móc mũi nửa kép. Các bạn móc lần lượt cho tới hết dây bính. Là các bạn sẽ có 7 mũi nửa kép ở đây. Rồi mình sẽ kết vào phần cổ bằng một mũi trượt. Thì các bạn sẽ bỏ qua một mũi và kết vào mũi tiếp theo. Tiếp tục móc lên một bính, bỏ qua một mũi, kết vào mũi tiếp theo bằng một mũi trượt. Sau đó thì quay ngược lại. Và mình sẽ móc hàng tiếp theo. Hàng này thì mình móc mũi nửa kép nhưng móc vào sợi sau. Các bạn thấy là một mũi móc nó có hai sợi, tạo thành hình chữ V ở trên đỉnh như thế này. Thì đây là sợi phía trước và đây là sợi phía sau. Mình sẽ móc hàng này vào sợi phía sau này. Móc
7 mũi nửa kép. Mũi nửa kép cuối cùng thì mình sẽ không móc sợi sau mà mình sẽ móc mũi đâm kim qua hai sợi luôn. Mũi ở đầu ngoài á các bạn, mũi cuối cùng đây, mình sẽ móc mũi nửa kép bình thường. Tiếp tục quay ngược lại, chúng ta sẽ lên hai mũi bính. Và hàng này mình cũng móc sợi sau. Móc 7 mũi nửa kép sợi sau. Chúng ta sẽ nối với ở bên dưới cổ bằng một mũi trượt, bỏ qua một mũi và nối vào mũi tiếp theo. Tiếp tục móc một bính và chúng ta sẽ nối vào phần đầu hàng. Như vậy thì cứ một hàng ở phần thân sẽ tương ứng với lại một hàng ở phần cổ đây. Chúng ta sẽ quay lại và bắt đầu hàng mới. Cũng móc sợi sau. Móc mũi nửa kép. Mũi thứ 7 thì chúng ta sẽ móc qua hai sợi luôn. Như vậy các bạn sẽ lặp lại. Móc mũi nửa kép sợi sau. Nối vào ở phần cổ bằng một mũi trượt, lên một bính, một mũi trượt vào đầu hàng tiếp theo. Các bạn sẽ móc lần lượt như vậy cho tới hết cái vòng cổ này luôn. Sau khi mà móc xong hết một vòng cổ thì chúng ta sẽ ráp hai cái đường này lại với nhau. Thì mình sẽ lật mặt trái, mình ráp vào mặt trái. Mình sẽ móc lên một bính, đâm kim qua một mũi của miếng bên này và một mũi của miếng bên kia. Móc một mũi trượt. Tiếp tục đâm kim qua một mũi miếng bên này và một mũi miếng bên kia. Mình móc bằng mũi trượt, hoặc là các bạn cũng có thể dùng kim để khâu ráp hai miếng lại với nhau cũng được. Sau khi mà ráp xong mũi cuối cùng thì chúng ta sẽ cắt sợi. Như vậy là mình đã móc xong phần viền cổ. Bây giờ tới phần viền gấu áo thì mình cũng móc tương tự như phần viền cổ. Cũng móc bằng mũi nửa kép
và móc sợi sau. Độ dài của phần gấu áo thì cũng tùy thuộc các bạn. Mình ở đây mình móc độ dài của cổ và phần gấu đều bằng nhau, đều là 7 mũi bính. Và mình cũng ráp vòng. Bây giờ mình sẽ móc phần viền tay. Tay áo thì mình sẽ không móc mũi nửa kép mà mình sẽ móc bằng mũi đơn. Mình cũng móc mũi đơn và móc sợi sau. Các bạn thấy là cái phần tay áo nè, cái cửa tay nó đang là rất là rộng, thì mình sẽ móc cái phần viền gấu tay để nó bo vào, nó ôm vào như thế này. Mình sẽ nối len vào phần dưới của cánh tay. Đây là phần trên. Và mình móc vào phần dưới, đó là phần từ nách ra đó. Mình sẽ nối vào phần dưới này. Mình cũng móc lên 7 mũi bính. Móc thêm một mũi bính lên hàng. Sau đó mình sẽ móc mũi đơn. Móc 7 mũi đơn. Kết vào phần phía dưới này bằng một mũi trượt. Và vị trí thì mình cũng kết vào phần đầu hàng. Thay vì móc mũi nửa kép thì lần này mình móc mũi đơn, nhưng mà vị trí kết mũi thì cũng giống nhau. Và hàng mới thì mình sẽ không lên một bính nữa mà mình sẽ móc luôn một mũi đơn tiếp theo. À, móc một mũi trượt tiếp theo. Như vậy thì nó sẽ thu hẹp cái cửa tay lại. Quay ngược lại và móc mũi đơn. Hàng này mình cũng móc vào sợi sau. Các bạn móc 6 mũi đơn sợi sau và mũi thứ 7 là mũi cuối cùng, mình sẽ móc mũi đơn bình thường qua 2 sợi. Lên 1 bính. Quay ngược lại và móc 7 mũi đơn sợi sau. Kết vào bằng một mũi trượt. Móc tiếp một mũi trượt. Như vậy thì cứ một hàng ở tay áo sẽ tương ứng với một hàng ở phần gấu áo. Nhưng mà hàng ở phần gấu áo là hàng mũi đơn thì nó sẽ thu hẹp cái độ rộng của cái tay lại. Mũi cuối cùng thì chúng ta sẽ móc qua 2 sợi luôn. Các bạn cứ móc như thế cho tới khi hết cái phần tay này. Mình cũng sẽ ráp lại. Ráp hai phần lại với nhau.
đến hàng cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ móc ráp hai miếng này lại với nhau, cứ một mũi bên này và một mũi bên kia móc lên thành một mũi trượt. Như vậy là chúng ta đã móc xong chiếc áo này. Và bây giờ mình sẽ lấy lộn bề mặt trái ra và chúng ta sẽ giấu sợi, những cái sợi thừa mà chúng ta đã móc đây. Mình sẽ dùng kim để mình luồn những cái sợi này, giấu sợi vào bên trong. Thì các bạn thấy là thường là một góc này nó sẽ có 4 sợi. Mình sẽ chia ra làm hai. Cứ hai sợi thì mình giấu một lần và mình sẽ chia theo màu. Các bạn có thể giấu sợi hai màu giống nhau. Ví dụ ở đây là màu vàng và màu hồng nè, mình sẽ giấu cùng nhau, giấu vào giữa hai mảnh cùng màu. Màu xanh và màu cam mình sẽ giấu ở bên này. Còn nếu mà các bạn muốn nó đẹp hơn thì các bạn giấu từng sợi màu tương ứng. Cứ sợi màu nào thì các bạn luồn vào miếng màu đó và các giấu vào bên trong. Ở đây mình giấu cùng lúc hai sợi nè. Mình sẽ luồn vào những cái sợi ở giữa hai miếng cùng cái màu sợi đây. Mình cắt cái đoạn thừa này đi. Tương tự bên này cũng vậy. Các bạn cứ như thế giấu sợi cho hết luôn cái phần áo này. Và mình phần cổ và phần viền này cũng thế. Các bạn giấu cùng lúc hai sợi hoặc là giấu riêng lẻ từng sợi đều được. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn xong cái áo chui đầu. Đến phần áo áo khoác nè, thì mình cũng sẽ móc đường viền áo, nẹp áo giống như là mình móc cái phần viền cổ ở đây. Mình cũng dùng mũi nửa kép. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ móc phần gấu áo trước. Mình sẽ móc phần gấu áo.
Mình bắt đầu từ từ phần gấu áo nè, mình móc xuyên suốt luôn, quay hai thân. Sau khi móc xong gấu áo thì chúng ta mới bắt đầu móc phần nẹp áo. Phần nẹp áo thì chúng ta sẽ móc bắt đầu từ phần gấu áo và móc lên. Phần nẹp áo sẽ dài xuống tới phần gấu áo luôn. Và phần nẹp áo chúng ta sẽ móc từ thân trước bên này, vòng qua phần cổ, qua đến phần thân bên kia. Mình móc là mũi nửa kép và phần viền tay thì mình cũng móc bằng mũi đơn. Rất là dễ. Các bạn cũng có thể cài nút. Nhưng mà cái phần cái áo này thì hai cái phần thân nó không có liền nhau. Nó sẽ hở ra một đoạn như thế này, thường thì chúng ta chỉ mặc khoét ngoài thôi. Còn nếu như các bạn muốn làm nút thì các bạn cũng có thể đính nút vào để cài vào. À, như vậy là mình đã xong phần áo ráp ô nhiều màu. Chúc các bạn thành công và chờ đón những video sau để có thêm nhiều hướng dẫn nha.